Xin chào tất cả các bác nhé. Em BMBM giới thiệu đến các bác là một là sản phẩm đó là đẩy M400. Đó. Con này thì là hình thức thì là nó khác con A400 đang kinh một ít về mặt trước, nhưng mà về nội thất bên trong thì như nhau các bác. Hàng này và hàng LA400DK đang kinh như nhau các bác nhé. Kể vĩ, sò, nguồn, tụ như nhau các bác. Hàng này này tôi mới về được độ chục con. Cực đẹp luôn các bác. Y chang như là DK đan kinh các bác nhé, không tan thế nào luôn. Các bác nhìn không biết, y chang luôn. Đó, cũng hai giờ này trắng này các bác, bốn tụ này, màu tím, màu đen, DK nhé. Đó, y chang luôn, cái dây đắt cắm. Đó. Nhưng mà Trung Quốc thì nó đời ra trước đời ra sau, đó. Còn đâu là nó như nhau hết các bác. Đằng trước bạn phân mặt nhung phai các bác nhé. Đây là về chưa lau chùi đâu. Đây là bụi bặm này. Đây là lau bóng nhoáng luôn. Lớp hầu như đẹp như mới. Đó. Đó là cái đoạn nhặn. Chưa bị xước rồi luôn. Cái này của nó là về thì lau chùi đi, lau dầu qua là bóng nhoáng như gương luôn. Đây là bặm rồi chưa lau. Còn đây là tôi cho các bác xem sau. Nó y chang như con DK. Y chang mà không sai một tí nào luôn. Đó. Mà đời này là con nào nó cũng có cọc viết loa các bác nhé. Đời này là con nào cũng có cọc viết loa. DK là có đời có đời không. DK đa số là nó chỉ là lắp viết kéo đẩy thôi. Thỉnh thoảng lẫn một con một vài con có cái cọc viết loa. Đó. Còn đằng sau nhiều hết. Số seri của máy hay ngã thì y chang cả khác gì cả. À, tham một cái mặt rồi con, không sai nhà luôn. Giá thành cái này và con DK như nhau các bác nhé. Các bác là thích DK cũng được mà thích con này cũng được, như nhau, ngày thích âm như nhau luôn. Đó. Con này làm vị màu xanh lá mạ các bác nhé, rất khô, chứ không làm màu xanh tím như con DK nữa. Đó, vẫn còn đấy. 1, 2, 3, 4, 16. Đây còn đây là bù áp nhé. Y chang luôn, không sai thế này các bạn. Nó vẫn là một đấy, nhưng mà chẳng qua là nó hãng lọ thì nó đặt tên hãng này hãng lọ thôi, còn là nó như nhau hết. Đó, bụi bản lên bất đầy. Chưa buồn lau chùi. Đó. Các bác nào mà có thích thì liên hệ với cả Tiến BMB nhé. Theo số điện thoại là 0948 388 448. Thì nhắc lại là 0948 388 448 nhé. Đó. Và hãng này các bác này biết thừa hãng này rồi. Nó là, vẫn là hãng LA đấy. Nhưng mà con này nó là M400. Đó. Con này là nó sản xuất 15 tháng 6 năm 2014 các bạn. Ở chỗ bên thế nó ghi. Rồi. 15 tháng 6 năm 2014, rất mới, cách được 35 các bạn, như mới tinh luôn. Cực đẹp quá. Đây các bạn nhìn vị biết cực đẹp. Đây là giấy mưa. Coi nó sáng nữa. Đó. Đấy, vết keo nhá, nhà máy nguyên. Cực mới nhá. Đấy, bác nào mà có thích con mờ 400 này thì sẽ liên lạc với Tiến BMB, đối thoại rồi đặt trên. Nó với DK như một rồi, còn nói nhắc lại các bác nữa, nó và DK như một. Đó. Đây khác cái mặt thôi, khác mặt nhôm phay thôi, đây vẫn nhôm phay quá nha. Đấy, không có mặt nhôm phay thôi, và vị màu khác thì còn là y chang nhau, công suất nhất y án nhau hết, không hơn một cái gì hết. Đó vẫn mặt nhôm phay.